Dành chưa? Toàn là món ngon không mày ơi. Trời ơi, trời ơi. Mày chỉ biết có ăn thôi. Mày nói là mày đang giảm cân mà. Mày, lâu lâu mới ăn được bữa ngon vậy. Ê, màn trai sân phòng này cũng khôn ghê ha. Mời tụi mình đi ăn để lấy lòng. Tại vì ông biết tao là con ách chủ bài của con Dung Quả. Mà con Dung Quả nó nghe lời tao. Ông muốn quen con Dung Quả, ông phải nịnh tao, ông phải dắt tao đi ăn chứ. Nhưng mà nó, đừng có tưởng dễ. Tao không có để cho ổng xui chèo mát mái quen con Dung Quà đâu nha. Chứ mày định làm gì? Bạn bè gì mà kỳ vậy? Tính gây cản trở hạnh phúc của bạn hả? Ừ. Mày đúng thiệt là không có biết cái gì hết trơn á. Mình phải tạo một chút xíu khó khăn nè, phải cho chút xíu rào cản vô, thì tình cảm của ổng mới dạt dào, ổng mới yêu con Dung Quà nhiều hơn, hiểu không? Mày nói tao nghe khó hiểu quá. Ê, trời ơi, sao trễ vậy? Trời ơi, kẹt xe mà. Qua đây ngồi với tao đi Lệ. Ủa, vậy sao có hai tụi bay vậy? Chứ mày muốn ai? Anh Phong với Hòa chưa tới hả? Trời ơi, lại một người không hiểu biết nữa rồi. Nhân vật chính thường xuất hiện cuối cùng, hiểu chưa? Giống như mấy chương trình ca nhạc vậy đó, ca sĩ ngôi sao là phải ra cuối cùng. Đó, mới nhắc tới kìa. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy đâu. Xin chào. Xin chào. Mẹ ơi, qua đây, qua đây. Quà hả? Mình biết bạn là nhân vật chính ngày hôm nay. Nhưng mà có cần phải ăn mặc đẹp vậy không? Hả? Vậy mà đẹp cái mà. Gì? Trời ơi, có con nhỏ này. Mày vô duyên quá đi chứ. Bộ người ta ăn mặc đẹp cũng không được hả? Ủa mà bữa nay không có ai dẫn bạn trai đi theo à? Làm bây giờ mà một mình anh ngồi trước bốn cô gái xinh đẹp như vậy, không khéo người ta hiểu lầm là chết à. Bởi vậy á, ta nói á, quen Dung Quà chỉ biết Dung Quà thôi, đâu có biết tới tụi này. Anh không biết tụi này là nhóm độc thân hay sao? Hả? Mà anh nhắc bạn trai bạn gái ở đây, thiệt là đụng chạm tới nỗi đau của tụi này quá đi. Thôi cho anh xin lỗi. Anh cứ tưởng là nhóm độc thân của tụi em đã giải tán rồi chứ. Nè, đừng có tưởng dễ dàng cướp mất con Dung Quà khỏi nhóm độc thân của tụi em nha. Dung Quà, mình tin bạn sẽ không phản bội lại nhóm này. Vậy nhưng mà Trương à, tao thấy mày hơi quá rồi đó. Nhóm tụi mình lập ra là để chơi vui thôi mà. Giờ Dung Hòa tìm được tình yêu, chúng ta phải chúc mừng cho nó chứ. Thì nói thiệt á, là tao không phải là người hẹp hòi. Nhưng mà mày nghĩ lại đi, anh Sơn Phong nè, có con gái riêng, đã dày mẹ với chị với ảnh á, không có con Dung Hòa. Lỡ mà yêu ảnh á, rồi con Dung Hòa nó khổ là sao? Hố rồi. Em thấy Văn Chương nói cũng có lý đó. Anh có chắc là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Dung Hòa hay không? Anh thực sự muốn chăm sóc cho Dung Hòa. Dung Hòa, mày thật là có phước khi được anh Phong yêu thương mày như vậy. Em hoàn toàn ủng hộ và chúc phúc cho hai người. Nè, nói thì dễ lắm, làm được mới khó nha. Nếu như Dung Hòa thật sự yêu và muốn tiến tới với anh, thì em sẽ ủng hộ và chúc phúc cho hai người. Nè, bây giờ có rượu có mồi có tụi em ở đây nè, anh hứa đi. Văn Chương. Thôi được rồi. Hôm nay trước mặt những người bạn thân thiết của Dung Hòa, tôi Sơn Phong xin hứa suốt đời này sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Dung Hòa. Dạ con, dạ cái đi. Dạ rồi. Nào nâng ly lên. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mọi người. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới trễ. Tuấn Tú anh làm gì ở đây vậy? Là do anh mời đó. Không phải Tuấn Tú là bạn của em sao? Với lại hình như Tuấn Tú cũng có điều gì đó muốn nói với tất cả mọi người thì phải. Ngày hôm nay tôi xin được bảo lãnh cô gái này rời khỏi hội độc thân. Bởi vì tôi yêu cô ấy quá rồi, tôi không thể nào sống thiếu cô ấy được. Mong mọi người ủng hộ. Bởi vì cô ấy rất là ngại vì tình mà bỏ bạn. Gì vậy? Hả? Rồi sao? Nhóm độc thân tan tàn sẽ nghe. Vô cái đi. Mời.
Mẹ, có đẹp không mẹ? Được đó con. Thôi, để mẹ đi giao cho. Thôi, để con đi được mà. Thôi mà, ở gần đây. Chị đi làm nha em. Chị hai đi làm lại rồi hả? Ừ. Chứ không á, ở nhà ăn bám mẹ với em hoài coi sao được. Đi làm á, làm gì mà trang điểm đẹp quá vậy? Đâu có, cũng như mấy bữa thôi mà. Ủa vậy hả? Chắc là chị hai đẹp lên á. Hôm nay em thấy tươi lắm. Thôi đi cô nương, mới sáng sớm, đừng có bắt chị đu dây điện đi làm nha hôn. Em nói thiệt chứ bộ. Bởi vậy á, người ta nói không có sai. Có tình yêu vô hả, nhìn ai cũng đẹp hơn hết á. Em nói gì vậy? Ai có tình yêu? Thì chị với anh Sơn Phong hẹn hò mà, ai cũng biết hết trơn rồi, đừng có giả bộ nữa. Chị không hiểu em đang nói gì nữa. Thôi chị ơi, chị đừng có chối làm gì nữa. Nhìn chị kìa, cái mặt của chị nó đỏ ửng lên, đang tố cáo chị đang yêu đó. Em này. Nhưng mà đâu phải chị mới 20 tuổi mới yêu lần đầu đó mà chị. Bây giờ hả, có mối nào là chị phải lẹ tay trói thật chặt lại. Em đó, chị không hiểu em đang nói gì luôn á. Nếu chị chưa quyết định được thì bữa nào mà anh tới chơi, xong rồi em chấm điểm cho chị. Riêng chỉ có việc này là em có kinh nghiệm hơn chị luôn. Thôi đừng có nói linh tinh nữa, chị làm nha. Dạ. Chị đi nha. Trời, sao mặt mình nóng dữ vậy ta? Sáng sớm tưởng tránh được mẹ, ai dè gặp cô nhỏ này còn nhiều chuyện hơn. Ủa mà mình sao vậy ta? 30 tuổi đầu rồi mà mới bị nói có mấy câu mà đỏ mặt rồi sao trời? Là yêu thiệt rồi đó chứ sao? Trời đất ơi, hết hồn hết vía à? Kỳ cục à, chị đi làm đó. Em làm gì vậy? Em làm anh nhớ tới bé Ngân Nga mỗi khi bị đứng phạt. Anh đừng có ghẹo em nữa. Thôi mình đi nha anh. Qua. Ủa, mẹ, mẹ ở đây làm chi vậy mẹ? Dạ, cháu chào bác. Cháu là... Dạ, cháu là bạn của Dung Hòa. Cháu tên Sơn Phong. Dạ, cháu rất vui được gặp bác. Cháu tới chở Dung Hòa đi làm hả? Từ trước tới giờ bác thấy cháu là chu đáo nhất đó. Dạ. Dạ thôi, tới giờ con đi làm rồi, con đi nha mẹ. Con chào mẹ. Con đi. Không sao mà em. Dạ cháu xin phép bác để chở Dung Hòa đi làm. Hy vọng là có dịp nào đó cháu sẽ nói chuyện với bác lâu hơn. Muốn là được thôi mà. Bác rảnh lắm. Dạ, vậy là tối nay cháu không có bận gì hết. Hay là cháu xin phép mời cả nhà mình đi ăn tối được không bác? Được. Được mà, bác rảnh lắm cháu à. Dạ, vậy à, cháu sẽ nhờ Dung Hòa báo địa điểm cho cả nhà mình vào đầu giờ chiều nay nha bác. Sao gấp quá vậy anh? Anh bận công việc nhiều lắm, đợi bữa khác cũng được. Không sao, anh sắp xếp được mà. Vậy nha bác. Dạ, cháu xin phép bác đưa Dung Hòa đi làm. Dạ, thưa mẹ con đi. Dạ, xin phép bác. Mình cố gắng chờ đến ngày này thì không bỏ công. Vô đi. Anh buông em ra đi. Kỳ ghê vậy đó.
vô tới đây rồi mà còn lôi kéo vậy? Không sợ người ta cười hả? Bây giờ anh chỉ sợ một điều thôi. Điều gì? Buông tay ra em chạy mất. Anh đó, từng tuổi này rồi mà còn sến rợn à? Ừ, ngộ ha. Hình như là khi yêu ai cũng trở nên sến sẩm, dù là nhỏ hay lớn đúng không? Anh sến tiếp nè. Sao? Từ ngày yêu em tới bây giờ, anh mới biết là anh rất cần. Thôi đi, cỡ như anh vậy đó, ra đường nhắm mắt quơ một cái hả? Cả đống người như em vậy, đòn chi xa xôi vậy? Ừ, vậy từ bây giờ ráng mà chóng mắt lên mà canh anh nha. Thôi, anh quen ai yêu ai thì liên quan gì tới em phải canh chứ. Em ghét nhất là phải canh người yêu á. Vậy hả? Ừ. Ghét quá cho nên... Sao? Mà không tới bây giờ đó. Em giận anh đó nha. Thôi mà, nhưng mà anh thắc mắc nè. Sao em nói là em ghét canh người yêu, nhưng sao em canh anh và hoàng yến dữ vậy? Người ta giúp anh, anh không biết ơn mà còn nói vậy nữa hả? Nói đùa với em vui thiệt đó. Anh có tưởng đâu là đang quen cô gái 20 tuổi. Anh đã thiếu rồi, phải nói là cô gái 20 năm rồi không yêu. Mà anh hay lắm nha, không có hỏi ý kiến em mà dám mời người nhà em đi ăn tối với anh hả? Thì anh mời người nhà em hỏi ý kiến người nhà em thôi chứ hỏi em chi. Anh... Thôi đi, anh biết em đang nghĩ gì rồi. Nhưng mà để anh lo được chưa? Em không lo cho anh, mà em lo cho bé Ngân Nga. Chuyện nhà anh để anh lo luôn, được không? Chị nghe nè em trai. Sao, gọi chị tính nhờ chuyện gì phải không? Ừ, chị hai chuyện nghề làm thầy bói được rồi đó. Chị coi cho người khác thì không được đâu, nhưng mà coi cho em á thì chắc chắn đúng 100% á. Chị quá rành em luôn rồi còn gì nữa. Vậy hả? Vậy chị hai có coi bói được là em muốn nhờ chị hai đi đón Ngân Nga giùm em không? Tối nay hả? Ừ, tối nay chị có lịch hẹn rồi. Hay là chị nhờ Hoàng Yến giúp em nha. Thôi chị, chuyện gia đình mình mà cứ nhờ người ta hoài sao được. Ủa, mà tối nay em bận việc gì mà không đón con được vậy? Nè, đừng có nói với chị là đi chơi với nhỏ Dung Hòa đó nữa nha. Sao chị có ác cảm với cổ quá vậy? Tối nay em đi gặp gia đình cổ để nói chuyện. Chị đón Ngân Nga giúp em nha. Cái thằng này, nó bị con nhỏ đó bỏ bù mê đúng luôn á. Bực bội. Đẹp rồi. Sao giờ này vẫn chưa tới? Trễ mấy phút rồi đó. Đồng hồ nhà mình nhanh 10 phút mà mẹ. Với lại trễ chút xíu cũng có sao đâu, mình chỉ đi ăn thôi mà. Em nè, dễ dãi chút đi. Mẹ chờ đợi cả 30 năm rồi đó, mới có ngày hôm nay mà. Cái thằng này chỉ được cái trêu chọc mẹ. Gọi cho chị coi xem nó tới đâu rồi. Tới đâu tới đó gì mẹ. Mẹ đừng căng thẳng quá được không? Từ từ thì người ta cũng tới mà. À, tới rồi kìa. Thưa mẹ, con mới về. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Dạ, xin lỗi bác con đến trễ. Không, con đến đúng lúc lắm. Bác với lại hai em cũng vừa chuẩn bị xong. Dạ bác ơi, vậy còn cái chuyện mà con nhờ bác hồi sáng sau được. Trời ơi, chút nữa thì bác quên. Con mà không nhắc thì bác quên đó. Đúng là già rồi, đủ lẫn con ạ. Mẹ chưa có già đâu, chắc là tại mừng quá nên quên thôi. Ủa, anh nhờ mẹ em chuyện gì vậy? Sao anh không nói cho em biết? Ủa, nhờ mẹ em nói cho em biết chi? Đây đây, con coi có đúng ý của con chưa? Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Ủa, sao anh đặt qua mẹ em chi vậy? Đây là câu hỏi ngây thơ nhất của năm nay nè. Vậy thì coi như đây là món quà tặng cho người đoạt giải ngây thơ nhất trong năm được không? Tặng em.
cảm ơn anh. Giúp chị hai đó nha. Đây là đơn hàng đặc biệt nhất của cửa hàng mình đó. Mà cũng là bó hoa mà mẹ mất nhiều công sức nhất để làm nên đó. Em làm hoa bao nhiêu năm mà còn thấy thích nữa đó. Chỉ có điều á, em đâu có phước như chị đâu. Làm gì mà có ai tặng hoa cho em như vậy đâu. Trời, tặng hoa cho em để làm gì? Để em mang ra bán hả? Anh này. Con cảm ơn mẹ nhiều, bó hoa đẹp lắm. Dạ con xin phép mời cả nhà mình đi ăn. Mình đi mẹ. Dạ. Dạ. Mình đi luôn hai em. Anh thông cảm nha. Bữa nay ba nó có việc bận nên mới nhờ em coi giùm, nên em đưa nó đi chơi luôn. Đâu có sao đâu em. Nhờ bé Ngân Nga mà anh biết được ưu điểm của em. Ưu điểm gì anh? Thì em đã chăm sóc và lo lắng cho con nít, rất có kinh nghiệm. Bình thường thôi mà anh. Anh biết không, tại vì á, hồi ở Mỹ á, cũng có hai cha con đó à. Nên á, em phải chạy qua chạy lại chăm sóc cho bé Ngân Nga. Cô lau giùm con. Tôi chết rồi. Sao mà chảy tùm lum vậy con? Nè, lau miệng trước nha, rồi cô lau tay cho con. Em à. Dạ. Em nhìn bé Ngân Nga làm cho anh thích sau này có được đứa con gái. Tự nhiên sao lại nói với em? Anh nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Mà nè, em nghĩ miên man đi đâu vậy? Đâu có nghĩ miên man gì đâu. Tại em thấy không có liên quan gì tới em mà anh lại nói với em. Sao không liên quan? Có liên quan chứ. Anh thấy em chăm sóc bé Ngân Nga rất dễ thương. Tự nhiên làm anh có cảm giác giống y như gia đình của anh vậy đó. Nữa rồi, anh lại nói du dơ đâu nữa rồi. Em nói trước nha, em không có chịu làm vợ anh đâu á. Trời đất, em lại nghĩ xa xôi quá rồi đó. Hả? Ý của anh á là nhìn thấy em chơi với bé Ngân Nga làm anh nhớ cảnh bà chị anh chăm sóc đứa con gái ở nhà. Cảm giác này rất là thân thuộc. Cái gì? Ý anh nói là em già giống chị anh á hả? Không không không, em cũng biết là tính anh bộc trực mà, chỉ nói vậy thôi. Thật ra em còn trẻ mà. Mệt quá, không thèm nói chuyện nữa đâu. Nè, sao lại giận anh nữa? Em cũng biết anh giỡn mà. Nhưng mà người ta không thích giỡn kiểu đó. Thôi được rồi, vậy thôi anh nói thiệt nha. Quay qua đây đi, anh nói thiệt cho nghe. Thật ra là hôm nay anh rất ngạc nhiên về em. Mộng Thường à, anh có ấn tượng hoàn toàn khác hẳn khi gặp em lần đầu. Thôi nha, lại nói lan man nữa rồi. Cô hai lau giùm con, cái này bị chảy rồi. Đưa đây cô chùi cho. Đây. Con biết hết rồi đó. Biết. Cô biết hai gì? Với chú này đang thương nhau đúng không? Nè, con nít không được nói bậy nghe không? Cô đánh đòn bây giờ. Leo leo leo. Nè, có chân té đó. Leo 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 leo. Nhìn thấy bé Ngân Nga, anh mà có đứa con gái giống bé Ngân Nga vậy, chắc là anh sẽ vui dữ lắm đó. Dạ con mời bác. Cảm
cảm ơn con. Lần sau á, con có muốn ăn muốn gì á thì cứ tới nhà bác, bác sẽ nấu đãi cho. Chứ đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng như vậy tốn kém quá chừng đi. Dạ, được vậy con cảm ơn bác nhiều lắm. Nhưng mà con nghĩ lâu lâu mình cũng nên đi ra ngoài ăn cho nó có không khí. Với lại bữa nay lần đầu tiên con gặp mặt gia đình mà, cho nên con cũng muốn có một bữa ăn thân mật. Chứ thiệt tình con vẫn thích ăn cơm gia đình hơn. À, vậy hả? Vậy bữa nào anh ghé nhà em đi, chị hai em nấu ăn ngon lắm, không có thua gì ở đây đâu. À, cái này Lan không cần phải nhắc đâu, anh biết lâu rồi. Ủa, vậy là anh chị quen nhau lâu rồi hả? Hòa. Dạ. Vậy mà con không nói gì cho mẹ biết hết à? Làm mẹ tưởng cứ mới đây thôi chứ. Dạ, con định khi nào có gì thì con mới báo với mẹ, chứ nói sớm làm chi hả mẹ? Nói sớm để mẹ vui, chứ làm chi hả chị hai? Ờ, mà anh Sơn Phong biết không? Lần đầu tiên mẹ đi gặp con rể mà giống như lần đầu tiên mẹ đi ra mắt nhà chồng vậy đó. Cái thằng này, ăn với nó. Cả nhà hạ thấp giá trị của con quá rồi đó nha, làm như là con ế không bằng á. Đâu có ai nói chị hai ế đâu, nhưng mà chị hai quen được người như anh Phong á thì hơi bị ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đúng không mẹ, đúng không chồng? Em đừng có nói vậy nha, nói vậy em tưởng thiệt đó. Chị hai em coi vậy chứ khó đeo đuổi lắm. Anh á mất biết bao nhiêu thời gian và công sức mới quen được đó. Vậy thì mọi người cạn ly chúc mừng anh Phong đi. Rồi vô, chúc mừng anh, chúc mừng chị, mời bạn mẹ. Cảm ơn cả nhà. Anh Phong. Anh còn quen con nhỏ này hả? Xin lỗi con, chắc con lầm người rồi. Lại cái bài lầm người hả? Anh đã dùng cái bài này bao nhiêu lần rồi mà chưa chán hả? Anh chưa chán, chứ tôi thì ngán tới cổ rồi nè. Lầm hả? Lầm mà tôi biết chị ta là Dung Hòa, mới ra làm trợ lý cho anh. Lầm mà tôi biết anh là Sơn Phong, có cô con gái 6 tuổi tên là Ngân Nga, mới từ Mỹ về được mấy tháng hả? Cái gì? Mẹ. Sao? Anh không bao giờ ngờ những lời thủ tỉ trên giường của anh để lấy lòng tin của tôi á. Có ngày bị bóc mẻ ở đây à? Cô. Em. Nè, tôi không biết cô là ai. Nếu cô mà còn ăn nói linh tinh như vậy, tôi kiện cô đó. Sẵn sàng, anh cứ kiện đi. Anh kiện tôi cái tội nhẹ dạ cả tin, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh. Anh đã từng nói với tôi á là chỉ quen chơi với con này thôi, để lợi dụng nó trong công việc. Chứ người cỡ với anh đó hả, ngu gì để hạ mình đi quen cái hạng này. Dùng từng quả. Câu từng chữ anh nói hả, tôi không có quên câu nào đâu. Cô, tôi sẽ đi gọi bảo vệ. Gọi đi. Chị hai. Chị Dung Hòa. Từng này tuổi nghĩ sao mà đi kiếm người vừa đẹp trai vừa giàu có để mà bị lợi dụng vậy chị? Chị cứ thử nghĩ xem, tại sao anh lại để mắt tới chị? Vì công ty của ảnh cần người giỏi, đáng tin, mà ảnh không kiếm được ai nên ảnh phải lợi dụng chị thôi. Cô, sao lại nói được những câu những chữ như vậy hả? Thì chính anh Phong đã nói với tôi như vậy mà. Anh ta nói hả, cần chị để giúp đỡ công ty, sau đó sẽ bỏ chị để lo cho tôi nè. Cô là ai? Thì tôi là bạn gái của anh Phong. Tôi chính là người đã đổ tiền đổ của cho ảnh về bên đây để mở công ty mà. Vậy mà ảnh không lo làm ăn, lại về đây cặp bồ cặp bịch, cả cô và con nhỏ Hoàng Yến kia nữa. Nhưng tôi biết ảnh chỉ qua đường thôi, hết tiền thì ta lại quay trở về bên tôi. Trời ơi, chuyện gì đây trời? Mẹ. Đây, anh giải quyết con này giúp tôi. Xin lỗi cô, tôi mời cô ra ngoài. Tôi mời cô ra ngoài. Buông ra, tôi tự đi được. Cô ra ngoài liền đi. Em biết anh sẽ làm như vậy mà. Coi như là em giữ thể diện cho anh nên là em sẽ đi. Vì em biết á, anh với người này không có thật lòng. Em tin là anh sẽ quay trở về tìm em, cưng à. Mời cô.
chị hai. Thật chẳng hiểu chuyện gì nữa. Dạ con xin lỗi bác. Anh xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Thật ra con không hiểu chuyện gì nữa bác à. Dạ thôi, nhà mình dùng tiếp đi. Dung Hòa, em đừng tin những gì cô ta nói, không phải vậy đâu. Em không muốn tin, nhưng mà cô ta là ai? Tại sao phải bịa chuyện để hại anh chứ? Tại sao cô ta biết về em, về công ty rõ như vậy chứ? Anh không biết, anh hoàn toàn không biết thiệt mà. Bây giờ em hỏi anh biết hỏi ai đi. Thôi được rồi cậu Phong, tôi mệt rồi, tôi muốn về. Mẹ, bác à, con nghĩ là bác đã hiểu lầm con rồi. Dung Hòa, em giải thích cho mẹ hiểu giùm anh đi. Em giải thích như thế nào đây? Em không biết gì hết, làm sao mà giải thích được? Bây giờ em chỉ muốn về thôi. Dung Hòa, đi về. Trong chuyện này anh là người biết rõ nhất, anh muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà trước tiên chuyện gia đình anh phải giải quyết trước đã. Bác à, Dung Hòa, khoan đã. Dung Hòa, tính tiền. Mệt không? Dạ mệt. Dạ, con chào ba. Con gái, ngồi đây với ba. Đi đâu mà về trễ vậy con? Dạ, có hai đứa con đi chơi với chú chị đó. Ngưng nha. Buồn ngủ chưa con? Vô trong phòng chơi chút đi, rồi chút nữa cô tắm rồi ngủ ha. Dạ, con buồn ngủ nãy giờ rồi. Mà thấy cô hai chơi vui quá nên con không dám nói. Thôi vô đây. Vô đây. Con gái ngủ ngon nha. Dạ. Đi vô tắm đi, rồi chuẩn bị đi ngủ nha. Sao vậy chị hai? Chị biết con bé 9 giờ là nó buồn ngủ rồi. Chị đưa nó đi đâu mà lâu dữ vậy? Thì đưa đi công viên chơi chút cũng được hả? Phải công viên không? Chị đi hẹn hò rồi đưa nó theo, nó gặp mấy cái cảnh mà. Rồi chị giải thích làm sao? Em sao vậy? Em hẹn hò được, chị đi không được hả? Con cái em thì em không lo, bắt chị lo, giờ còn bắt bé này bắt bé nọ nữa. Vậy sao em không đưa nó đi theo em hẹn hò đi? Sợ nó vướng tay vướng chân chứ gì. Thôi mà chị hai, em xin lỗi. Tại em lo cho bé Ngân Nga quá nên mới vậy thôi. Phải không? Phải lo cho nó không? Lo cho nó mà bỏ đi nửa đêm vậy đó hả? Về nhà không nói gì, còn mặt nặng mày nhẹ với chị nữa. Thôi, để em vô coi bé nó ngủ chưa nha. Bởi vậy Hoàng Yến nói đúng mà. Em á là em bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Thiệt tình luôn á, em trai của chị bình thường thông minh lắm mà, sao giờ cứ ngờ ngờ nghệch nghệch vậy? Chị lại gặp Hoàng Yến nữa hả? Ủa thì sao? Chị không được phép gặp người mà em không thích hả? Chị gặp hồi nào vậy? Trời ơi, tụi bay ở đây luôn hả? Trời ơi, không biết có chuyện gì mà bị triệu tập lên đây. Tao lo quá. Lo quá. Chuyện gì vậy hông? Tụi tao cũng đâu có biết chuyện gì đâu. Hay thôi tụi mình vô. Vô đi. Trời ơi. Có gì đâu mà mấy đứa căng thẳng quá vậy? Bác còn căng hơn mình nữa. Có gì đâu mà căng thẳng bác. Dạ. Hôm nay bác hẹn tụi con ra đây có chuyện gì không bác? Mấy đứa là bạn thân của con Hòa, chắc cũng biết chuyện tình cảm của nó chứ gì. Ủa bác biết hết rồi hả? Trời ơi, vậy mà lúc nào nó cũng dặn con á là đừng có nói cho bác biết sớm. Thiệt tình nhỏ này á, nó nói mà nó không biết giữ lời gì hết trơn á. Trời á Trương, mày nín coi. Bác,
con thấy á, nó yêu anh Phong cũng được lắm á. Tuy á, ảnh là gà trống nuôi con thiệt, nhưng mà ảnh được cái đẹp trai nè, nhà giàu nè, ga lăng lịch sự nữa. Vậy cậu ấy có con là thiệt à? Dạ thiệt. Dạ, bác cũng biết đâu hả bác? Nếu không vì con Hòa thì bác cũng không làm cái chuyện muối mặt này đâu. Tụi con có biết chuyện gì về cậu này nữa không? Dạ, tụi con nghe nói là ảnh đang sống chung với người chị gái mà chị chưa có chồng. Dạ. Dạ, mà chị này cũng rất là dễ thương bác à. Dạ. Chị sống chung với chị gái thôi à? Dạ. Vậy cậu ta còn đi lại với cô gái nào nữa không? Không biết đó, có đi lại với ai không á, nhưng mà từ ngày con thấy con Hòa nó quen ổng tới giờ á, cứ dài ba bữa là con Hòa nó buồn tình một lần, rồi cứ á hả, dài ba bữa là thấy buồn mà mày nín để người lớn nói chuyện thôi. Vậy mà con thấy á, con Hòa nó buồn là con sốt ruột luôn á bác. Cũng không tới nổi đó đâu bác. Theo con biết á thì anh Phong rất phong độ đẹp trai nên có nhiều cô dòm ngó, chứ anh Sơn Phong á, ảnh chỉ quan tâm tới một mình Dung Hòa thôi bác à. Ê ê, bà có phải là ổng không mà biết á, là quan tâm đúng mình nhỏ Hòa chứ? Ổng đi đâu, ổng làm cái gì, có báo cáo cho bà biết không? Không. Dạ thưa bác, thực ra thì chuyện của anh Phong với lại Dung Hòa tụi con không biết nhiều đó bác à. Tụi con chỉ biết vợ anh mất sớm. Dạ. Vợ anh có một đứa con nhỏ 5 tuổi. Nhưng mà thời đại này rồi á, thì chuyện đó đâu có gì là quá lớn đâu bác. Nếu chị có vậy thì cũng đâu đến nỗi. Đằng này. Đằng này sao bác? Chuyện gì nữa hả? Bác nói con nghe đi. Bác cũng không biết sao nữa, nhưng bác nghĩ cậu này cũng không phải là người đàng hoàng. Chị, em ở đây nè. Em chào chị. Dạ, chị Dung Nhi ạ. Cho chị ly cam giác. Dạ. Việc chị nhờ em làm á, em đã làm xong hết rồi. Không những vậy mà em còn làm rất tốt nữa kìa. Đây là tiền công của cô. Làm việc cho tôi á thì cô sẽ không bao giờ thiệt. Dạ em cảm ơn chị. Mà hả, chị biết không, bữa hôm đó hả vui lắm á, có chị chắc là sẽ hay hơn nữa. Vui sao? Cái anh tên Phong á, người thì cứng đơ hết luôn, không nói được tiếng nào hết trơn á. Mà khi mà kêu bảo vệ á, phải gọi cả 10 lần mới kêu được á chị. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn bà cô Dung Hòa và gia đình bả thì sao? Thì giục mặt ê chị và đứng lên đi về hết luôn chị. Tốt lắm, cô làm tốt lắm. Dạ. Dạ em mời chị. Cảm ơn em. À mà chị nè, lần sau mà có những việc như thế này á, chị nhớ gọi em nha. Mấy cái trò này em khoái lắm, em sẽ quậy tưng hết lên cho chị coi. Khi nào cần nữa chắc chắn tôi sẽ tìm cô. Dạ. Thôi mẹ mới về. Mẹ, mẹ muốn đi ra ngoài á, sao mẹ không kêu con hay thằng Hậu chở? Mẹ đi xe buýt làm chi, cho say xe rồi mệt mỏi như vậy nè. Mẹ đi xe ôm chứ có phải đi xe buýt đâu. Sao mẹ mệt mỏi dữ vậy mẹ? Mẹ mệt vụ con đó. Mẹ mới đi gặp mấy đứa trong nhóm độc thân của con đó. Nó đã nói với mẹ hết rồi. Từ ngày con quen cậu Phong, con toàn gặp chuyện rắc rối không à. Trời ơi, mày đi gặp mấy nhỏ nó làm cái gì? Nhỏ hồi nào? Đứa thì cao nhồng, đứa thì mập uống. Nhỏ hồi nào mà nhỏ.
Con cười được hả? Thiệt là. Hay là mẹ đi tìm thầy cúng để giải hạn cho con mới được. Hay là con bị cái chuyện gì đây? Cứ đụng tới thằng nào là toàn chuyện buồn không à? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không có sao đâu. Bởi vậy con mới nói với mẹ là từ từ gặp rồi, để con tìm hiểu thêm chút đã. Mẹ cũng xin lỗi con, tại vì mẹ sốt ruột, cho nên là cứ mong sớm có rễ. Nhưng thôi con à, con cũng đừng có vậy, cũng đừng ép mình. Đến giờ này rồi, con cũng không cần phải dỗi lắm đâu. Quan hô mẹ, hôm nay mẹ đã ủng hộ con gái mẹ từng tuổi này mà vẫn có cơ hội từ từ tuyển chọn hả mẹ? Ừ, mẹ sốt ruột thiệt đó, nhưng không phải vì vậy mà mẹ thúc ép con đâu. Con cảm ơn mẹ. Chị Lệ. Gì? Sao chuyện bắt máy có điện thoại kìa? Điện thoại không quan trọng bằng chuyện chị đang suy nghĩ. Có một bất ngờ đã xảy ra. Vui hay buồn vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Nhưng là một sự kiện lớn. Nó sẽ làm thay đổi đời chị. Hả? Chị lấy chồng hay sinh con? Sao em biết? Thì đàn bà mà, ngoài chuyện lấy chồng với sinh con còn chuyện nào khác nữa đâu chị. Ai trời, trời nắng muốn chết luôn à. Sớm hỏng muộn á, ý là sớm hỏng hẹn á, muộn hỏng hẹn. Hẹn ngay cái giờ trưa trời trưa trật nắng chang chang vậy á. Mà mày kêu tao ra đây ngồi, mày coi nè. Tao che bên này, tao che hết cái người tao luôn á, mà nắng vẫn xuyên vô được. Tại sao hôm qua gặp nhau buổi tối á, bây giờ hôm nay mới nói? Mày làm ơn nói ít ít cho tao nhờ được không? Hôm qua tao chưa biết mà, làm sao mà nói? Tao quen rồi. Mà ủa, sao hôm nay chọn chỗ này lãng mạn dữ vậy ta? Đúng thiệt á, con người ta có tình yêu á là khác ha. Cái cũng lãng mạn xinh tươi à. Thì lâu lâu đổi quán cho nó lạ, chứ ngồi riết trong nhà cũng chán. Ôi, ngồi đây. Này lại đây. Sao trễ vậy? Nóng quá phải không? Dạ chị dùng gì á? Cho chị một lon soda. Cho chị ly đen đá. Dạ. Có chuyện gì vậy hả Lệ? Sao tự nhiên hẹn cà phê giờ này? Trời ơi, cái con nhỏ này có bao giờ mà nó không mang tới chuyện bất ngờ đâu. Mày còn lạ gì nữa đâu mà hỏi. Tao quên nữa. Từ lúc có bồ tới giờ á, đâu có dành thời gian cho tụi mình đâu, đúng không? Thì tao hồi nào tới giờ á, làm ba cái chuyện mà đỡ không nổi không à. Có chuyện gì vậy, Lệ? Lệ, bữa nay nhìn mày lạ quá vậy Lệ. Có chuyện gì khó nói hả? Sao mày gọi tụi tao ra đây mà nãy giờ cứ ấp ấp mở mở hoài vậy? Nói đi. Chuyện là... Trời ơi, mày có chuyện là hoài nói sao đi. Chuyện là... Cái gì? Khổ quá, nói đi. Lệ, nói đi mày. Lệ, tao có thai rồi. Hả? Có thai? Ý, cũng tốt thôi. Tao sẽ làm mẹ đỡ đầu của nó. Tụi mình đều lên chức hết. Mày yên tâm đi, tao sẽ làm mẹ đỡ đầu. Mà làm mẹ đỡ đầu á, tao sẽ cho giày dép quần áo cho đứa nhỏ. Ê, hai đứa mày á là tả lót chứ sửa sùng nha. Mày khoan đãi văn chương, mày từ từ đi. Bộ không lẽ mày muốn con Lệ làm mẹ đơn thân sao?
đứa trẻ đẻ ra thì phải có đầy đủ cha mẹ mới được chứ. Ủa mà Diễm Lệ, mày nói với Tuấn Tú chưa vậy? Tao chưa nói. Sao mày không nói? Tao đâu có ngờ lại nhanh như vậy đâu. Tụi bay biết không, nếu chỉ vì chuyện cái thai mà bắt ổng cưới mình thì dở lắm. Trời ơi, chứ mày muốn làm sao? Tụi bay biết không, gái 30 mà có bầu á thì thiên hạ cũng chẳng cười chê đâu. Nhưng mà tao chỉ sợ ba mẹ ở dưới quê không chịu hiểu thôi. Còn nữa, tao đang lo gia đình Tuấn Tú sẽ nghĩ gì về tao đây. Lỡ họ nghĩ mình gài cho có bầu rồi bắt ảnh cưới vì mình sợ ế thì sao? Trời ơi, tao không ngờ mày lại phức tạp như vậy đó. Có bầu thì cưới thôi, có gì đâu. Nhưng mày nên nhớ, con của mày đẻ ra phải có đầy đủ ba mẹ mới được. Mày đó, suy nghĩ nhiều quá làm chi? Trừ khi nào mà ông Tuấn Tú không chịu cưới á, thì lúc đó mới tính. Cái quan trọng á là con Lệ vẫn chưa chịu vô chồng. Mà không được rồi cưng ơi, chim phải vào lòng thôi ha. Tụi mày nghĩ là tao phải nói cho anh biết sao? Chứ sao? Mày á, quỷ ma lắm, nghe chưa? Đánh nhanh thắng nhanh vậy mà còn biết đó, chỉ cho chị em biết nữa à? Xấu dễ sợ. Cái con nhỏ này. Bây giờ á, nhiệm vụ của tụi mình á là đặt tiệc để chuẩn bị đám cưới kìa.